Seneca, những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Đây là bài viết Lời Nguyền Chức Chi, câu chuyện về một dân tộc đánh bại đế quốc Nga của nghiên cứu lịch sử đang trên spyroom.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài viết này nha. Trước nay, mình đã nghe quá trời giả thuyết, cả thuyết âm mưu về vụ Nga Hoàng bán Alaska cho Mỹ. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ là chửi Nga Hoàng ngu. Các bạn thực tế hơn thì trình bày lý do Nga sợ mất trắng Alaska vào tay người Anh ở Canada. Thực tế thì cái này hợp lý nhất. Mới đây, mình vừa được mấy ông Nga thông não cho chút ít, có thêm một góc nhìn nữa quanh vấn đề này từ chính nội tình đế quốc Nga. Cụ thể, vừa tìm hiểu được thực chất vùng đất nối Siberia với Alaska là bán đảo Chukchi, một nơi người Nga đã không chinh phục được hoàn toàn. Và do đó, Nga sợ rằng sẽ không thể triển khai quân tới Alaska thuận lợi nếu chiến tranh nổ ra. Đế quốc Nga thực sự chính họ thừa nhận đã thất bại trong việc khuất phục tộc người Chukchi ở đây. Chi tiết thì mình đang tìm hiểu, nhưng hôm nay mình giới thiệu về hai trận đánh mà sự trùng hợp khó ngờ của nó dẫn đến việc người Nga thời đó truyền miệng nhau về lời nguyền Chukchi. Trận Yagash ngày 14 tháng 3 năm 1730. Cho đến năm 1727, đế quốc Nga đã chinh phục gần như toàn bộ các dân tộc Siberia, nhiều dân tộc thậm chí là bị xóa sổ. Chỉ còn duy nhất đối thủ cuối cùng, người Chukchi ở cực Đông Bắc. Để loại bỏ kẻ thù này, năm 1729, Nga cử một đội quân Cossack do tướng Afanasy Shestakov chỉ huy, hành quân về bán đảo Chukchi để tiêu diệt người Chukchi. Afanasy Shestakov mang 400 lính Cossack của mình và thêm một số lính chư hầu từ các dân tộc mới chinh phục ở Tây Siberia như Tatar, Yakut, Samoyed. Hành quân về phía đông trong điều kiện thiếu thốn thông tin về địa hình, khí hậu cũng như lực lượng đối phương. Quá trình hành quân của Nga mất hơn một năm. Trên đường đi, dù bị hao hụt binh lính do lạnh giá và bệnh tật, thì quân Cossack của Shestakov cũng bổ sung bằng cách bắt các dân tộc bản địa phục tùng mình đi lính. Quân số lên đến khoảng 1.000 người. Tuy nhiên, con số này rất khó chính xác vì quân số các dân tộc thiểu số trong quân đội Nga thường ít được kiểm kê đầy đủ. Đến năm 1730, đoàn quân đến biên giới Chukchi trên sông Yagash. Tại đây, họ thu nạp thêm nhiều lính của các dân tộc hàng xóm của người Chukchi. Phải để chữ hàng xóm trong ngoặc kép vì kỳ thực mối quan hệ giữa người Chukchi với các dân tộc quanh họ không êm đẹp cho lắm. Họ bao gồm người Koyak, người Evan và một số dân tộc bản địa trên bán đảo Kamchatka. Trước đây, họ thường xuyên xung đột với người Chukchi. Người Chukchi là những chiến binh thiện chiến và hung hãn hơn, nên phần thiệt thường thuộc về các dân tộc còn lại. Vì vậy, khi người Nga đến, mang theo đội quân hùng mạnh, họ đã đầu quân cho người Nga với hy vọng ngăn chặn được sự bành trướng địa phương của người Chukchi. Ngày 13 tháng 3 năm 1770, quân Chukchi tới bờ sông và nhìn thấy quân Nga đã ở bên kia sông. Tướng Afanasy Shestakov quyết định vượt sông băng tấn công vào người Chukchi. Họ chia làm ba cánh quân rõ ràng, cánh phía bắc của dân tộc Koyak, phía nam của dân tộc Evan, còn quân Nga đi ở giữa. Ở sau thì có thêm người Yakut bọc hậu. Thiếu tá Shestakov mang theo 144 quân Cossack theo mình ở cánh quân trung tâm. Quân số của hai cánh quân còn lại khoảng 200 người, nhưng không chắc chắn vì số quân các dân tộc thiểu số thường không được kiểm kê. Quân Nga cũng có một số xe trượt tuyết bằng tuần lộc để di chuyển, với hy vọng giúp họ có lợi thế hơn với quân Chukchi vốn không có phương tiện đi lại. Nhưng đêm hôm đó, quân Chukchi đã bất ngờ đột kích cánh quân của người Koyak và thảm sát họ. Người Koyak vốn đã hứng chịu các cuộc tấn công của người Chukchi từ lâu nay, nhanh chóng bỏ chạy. Đến rạng sáng, quân Chukchi chào đón lính Cossack bằng một trận mưa tên, những mũi tên được làm bằng xương thú rất cứng, dù không xuyên được giáp nhưng bắn xuyên qua thịt với những vết thương rất lớn. Họ bắn rách đến nỗi quân Nga không kịp nạp đạn. Kết quả là quân lính người Koyak và Evan bỏ chạy mặc kệ lính Cossack Nga với quân số chỉ còn chừng 30 người. Thiếu tá Afanasy Shestakov thấy vậy nhảy ra khỏi công sự, rút gươm cùng quân Nga đánh dữ dội với quân Chukchi. Kỹ năng chiến đấu và vũ khí của quân Nga vượt trội hơn. Họ có súng trường và gươm sắt so với giáo bằng gỗ và xương của người Chukchi.
Nhưng giữa trận chiến thì bất ngờ Afanasy Shostakov bị trúng một mũi tên bằng xương vào cổ họng. Ông chạy đến một chiếc xe kéo, định chạy trốn thì bất ngờ con tuần lộc kéo xe chạy loạn, đưa thiếu tá vào giữa đội hình quân Chúc Chi. Hậu quả khiến viên thiếu tá chết thảm, hứng một trận mưa tên và lao phóng từ người Chúc Chi. Toàn bộ lính Nga sau đó bị giết, chỉ còn lại viên thông dịch được thả về để thông báo cho quân Nga còn ở phía sau. Sau khi biết thủ lĩnh đã chết, quân Nga rút về. Tổng kết thiệt hại, cánh quân của người Nga có 31 người chết. Các cánh quân còn lại, chủ yếu là dân thiểu số bản địa, hầu hết bỏ chạy. Quân Chúc Chi thu được nhiều thuốc nổ, gia thú, súng trường và áo giáp của Nga. Và có nhiều lời đồn đại rằng các phù thủy người Chúc Chi sau trận chiến đã phù phép thi thể các lính Nga tử trận, khiến linh hồn của họ trở nên căm thù. Đây chính là khởi đầu cho lời nguyện Chúc Chi được truyền tay nhau sau đó. Trận Yegash năm 1730 là trận thua nặng nhất đến lúc đó của quân Nga trước một dân tộc bản địa Siberia. Trận đánh cũng truyền cảm hứng để các dân tộc bản địa khác là Koyak và Itamen nổi dậy chống Nga. Nhưng quân Nga đã cử một viên tướng khác là Dmitry Paluski tới dẹp loạn thành công, đồng thời lên kế hoạch trả thù người Chúc Chi. Cuộc trả thù người Chúc Chi của Dmitry Paluski. Như đã nói ở trên, sau trận Yegash năm 1730, quân Nga cử tướng Dmitry Paluski tới dẹp các cuộc nổi loạn của dân bản địa và sẵn sàng trả thù người Chúc Chi. Từ năm 1731, quân của Dmitry Paluski đã liên tục tấn công, gây hại nặng nề cho người Chúc Chi. Lính Cossack Nga được miêu tả là đặc biệt tàn ác, trong nhiều năm đã gần như diệt chủng nhiều dân tộc bản địa không phục tùng. Đối với người Chúc Chi, thậm chí điều này còn hợp thức hóa bằng sắc lệnh năm 1742 của nữ hoàng Elizabeth xóa sổ bọn Chúc Chi. Thế là các phương pháp tàn bạo, đốt phá làng mạc, giết gia súc, nguồn lương thực chính của Chúc Chi, giết đàn ông, bắt phụ nữ và trẻ em, cưỡng hiếp được quân Nga sử dụng tràn lan, khiến dân số bản địa ở Siberia giảm mạnh trong thời kỳ này. Những ghi chép về tội ác của quân Nga với người Chúc Chi còn được lưu giữ đến tận sau này, đến cả thời Xô Viết và cả trong văn học dân gian Chúc Chi. Cụ thể, trong truyện dân gian Chúc Chi thế kỷ thứ 19 có một hình tượng ác quỷ Yakunin là một con quái vật tàn phá nhiều làng mạc Chúc Chi với những đặc điểm được miêu tả giống người Nga. Thực chất, người ta cho rằng hình tượng quái vật Yakunin được xây dựng nguyên mẫu từ thiếu tá Pavlovsky trên thực tế. Cũng trong thời gian này, người Chúc Chi phải chịu nhiều dịch bệnh, khiến dân số của họ suy giảm khá mạnh, chủ yếu là các bệnh đậu mùa và giang mai. Người Chúc Chi với hiểu biết hạn chế đã gọi các bệnh này là bệnh Nga. Để tạo cơ sở lâu dài cho sự kiểm soát quân sự ở bán đảo Chúc Chi, Pavlovsky cho xây pháo đài Anadis, vừa để phòng thủ vừa để làm nơi thu thuế của dân cư địa phương. Lưu ý rằng thuế mà người bản địa Siberia phải đóng cho Nga rất đặc biệt, hầu hết trả bằng gia thú, độc là gia xác. Có lẽ nên có một bài viết riêng về loại thuế này. Trong quá trình xây dựng pháo đài, người Chúc Chi từng nhiều lần tấn công, nhưng họ đều bị quân Nga đẩy lùi, chịu tổn thất lớn. Do pháo đài cũng dùng để nhốt tù nhân, dân địa phương quen gọi là nhà tù lớn Anadis. Trận Orlova ngày 14 tháng 3 năm 1747. Tuy nhiên, Paluski càng tàn bạo thì chỉ càng làm người Chúc Chi thêm dữ dội. Đến năm 1747, họ phản công mạnh mẽ, thậm chí trả thù tàn bạo các dân tộc cộng tác với người Nga. Người Koyak hay Even liên tục hứng chịu các cuộc tấn công tàn bạo của người Chúc Chi. Tháng 3 năm 1747, người Koyak bị tấn công dữ dội bởi Chúc Chi ở khu vực xung quanh nhà tù Anadis, đã cầu xin quân Nga của Dmitry Paluski giúp đỡ. Sau đó, Paluski phát hiện người Chúc Chi đang đóng khoảng 500 người ngay cửa sông Orlova đổ ra biển Bering, đúng vị trí pháo đài của ông. Thế là ngày 12 tháng 3 năm 1747, Dmitry Paluski mang hơn 200 quân Cossack và chư hầu tới bờ sông Orlova, nơi họ nhìn thấy khoảng 500 quân Chúc Chi đang chờ. Các tướng lĩnh hối thúc Dmitry Paluski tấn công ngay, nhưng ông lại trì hoãn chờ quân tiếp viện và xây dựng công sự vững chắc. Hai ngày sau, trận chiến nổ ra và Dmitry Paluski có lẽ đã quên rằng đúng ngày này, 17 năm trước, thiếu tá Afanasy Shostakov đã chết thảm chính tại vùng đất này và được cho rằng đã bị nguyền rủa. Diễn biến diễn ra tương tự 17 năm trước.
quân Zhuge bắn tên bằng xương như mưa, khiến quân Nga tổn thất rất nặng. Dù tên xương của người Zhuge không xuyên được áo giáp của quân Nga, nhưng bất cứ không may trúng tên vào các vị trí khác trên người đều bị thương rất nặng. Quân Zhuge đông gấp đôi, nhanh chóng áp đảo quân Cossack. Dmitry Pavlovsky một tay cầm súng, một tay cầm gươm, chiến đấu dũng cảm, nhưng cuối cùng bị nhiều người Zhuge quay lại đè xuống. Họ bóp cổ và đâm anh ta bằng giáo gỗ, nhưng không xuyên qua được giáp. Theo lời kể lại sau đó của những người sống sót, Dmitry Pavlovsky chọn cho mình cái chết dũng cảm. Biết không thể thoát khỏi cái chết, ông tự mở giáp của mình để người Zhuge đâm chết. Chính vì sự dũng cảm này của Dmitry mà có lẽ sau này, người Zhuge đã giữ lại đầu của ông để sử dụng trong các nghi lễ của mình. Quân Nga tiếp tục rút lui cho đến khi một toán kỵ binh khác đến cứu viện. Hai bên Nga và Zhuge quyết định cùng rút lui. Quân Nga rút lui về pháo đài Anaris, lúc này chỉ còn chừng dưới 100 người bảo vệ. Quân Nga sau đó phải cử gấp quân đến tăng viện cho Anaris. Tổng kết sau trận đánh Orlova, quân Nga chết 51 người và nhiều người bị thương nặng. Nó cũng mất một khẩu pháo, 40 khẩu súng, 50 cây giáo và nhiều xe kéo. Đây cũng là một chiến lợi phẩm khổng lồ với người Zhuge. Không rõ thiệt hại của người Zhuge, nhưng một hiện tượng lạ khi đây là lần đầu tiên người Zhuge không truy đuổi kẻ thù sau khi đánh bại họ. Vì vậy, nhiều người suy đoán rằng Zhuge đã phải chịu tổn thất rất lớn, trả giá đắt cho chiến thắng, hay người ta gọi là chiến thắng kiểu Pyrrhus. Lời nguyền Zhuge. Sau khi nhìn lại, người Nga phát hiện ra hai tướng hàng đầu trong cuộc chinh phục Viễn Đông của họ chết cùng ngày 14 tháng 3, cách nhau 14 năm. Sự trùng hợp này cùng với những lời đồn trước đó về việc người Zhuge đã phù phép những người lính Nga tử trận trong trận Yegash năm 1730 khiến cho nhiều người tin vào một lời nguyền Zhuge đeo bám những người lính Nga định xâm chiếm vùng đất Zhuge. Không rõ đó có phải là lời đồn mà cư dân bản địa cố tình tung ra hay không, nhưng chắc chắn một điều. Một, người Zhuge đúng là đã dùng thi thể lính Nga tử trận cho các nghi lễ tâm linh của họ. Đáng kể nhất chính là tướng Dmitry Pavlovsky. Số phận của thi thể tướng Dmitry Pavlovsky được truyền tay nhau nhuốm màu huyền bí. Theo đó, ông bị người Zhuge chặt đầu giữ lại, phù phép và coi như bảo vật cần gìn giữ. Nhiều người Zhuge sau này nói rằng họ quyết định giữ lại đầu của Pavlovsky là để hiến tế cho thần linh, hy vọng họ ban cho người Zhuge lòng dũng cảm như vị tướng Nga. Cần chú ý rằng, phần lớn cư dân bản địa Siberia theo tôn giáo bản địa của họ, tên gọi là Shaman giáo. Đặc trưng của tôn giáo này là gắn chặt cuộc sống với các vị thần và các nghi lễ tâm linh, bao gồm cả việc hiến tế kẻ thù. Đến thế kỷ thứ 19, cư dân bản địa vẫn truyền tay nhau đầu Pavlovsky, được giữ ở làng Nizhny Kolymsk, vùng Yakutia ngày nay, trong khi thân được chôn ở Yakutsk, thủ phủ của Yakuta. Điều này thì sau này mới được xác nhận. Thứ hai, chắc chắn rằng việc lan truyền một lời đồn huyền bí như thế đã khiến người Nga ít nhiều nhục chí trong việc chinh phục người Zhuge. Kể từ đó, họ thay đổi chính sách với người Zhuge để chung sống hòa bình. Do vậy, sau năm 1747, gần như không còn cuộc tấn công lớn nào của người Nga với người Zhuge nữa. Cho đến ngày nay, người Zhuge vẫn được thừa nhận là dân tộc duy nhất chặn được cuộc xâm lược của người Nga. Chính sách của Nga thế nào và quá trình người Zhuge hòa nhập vào nước Nga ra sao? Xin hẹn vào dịp khác với một bài viết cụ thể hơn. Nhưng tiết lộ là sau trận Orlova năm 1747, nữ hoàng Elizabeth của Nga đã ra lệnh rút hết quân Nga, phá hủy toàn bộ pháo đài, vũ khí của Nga ở nơi này để người Zhuge được sống hòa bình. Đến năm 1870, lời nguyền Zhuge lại trở lại, nhưng lần này nó được phá bỏ. Đó là khi một thủ lĩnh Zhuge địa phương đã giao nộp lại đầu của Pavlovsky cho cảnh sát trưởng người Nga ở Kolyma. Lúc này, người Zhuge đã có được hòa bình. Còn lý do họ có được hòa bình là do sau trận Orlova năm 1747, quân Nga thấy rằng không thắng được người Zhuge nên đã xin chung sống hòa bình. Hàng năm, họ tổ chức hội chợ chung ở Kolyma, buôn bán giữa người Nga với các dân tộc thiểu số. Dần dần qua nhiều thế hệ, người Zhuge chấp nhận hòa nhập vào nước Nga và cuối cùng trở thành một khu tự trị dưới thời Xô Viết. Tham khảo Alexander Nefekin, Quân sự người Zhuge, Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông Petersburg năm 2003. Nefekin vốn là học giả nghiên cứu Hy Lạp, viết về quân sự người Zhuge chỉ là một lần thử tay ngang của ông. Hy vọng là các bạn thích nội dung của video lần này.
Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thiệt.